để minh chứng cho nụ hôn. Và chúng tôi hỏi chú rể đã hôn bao nhiêu lần rồi? Đếm thì nó cũng không hết. Cái này thì chỉ có cô dâu mới biết được đúng không ạ? Và chúng tôi cũng không để phải chờ đợi lâu hơn nữa. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy hướng vào nhau và trao cho nhau một nụ hôn hết sức là tuyệt vời. Vâng, quý vị và anh chị thì hãy ghi lại những khoảnh khắc hết sức là tuyệt vời. Và một nụ hôn vào đôi môi chắc chắn sẽ làm đẹp thêm tình yêu của đôi bạn trẻ. Anh ước em sẽ mãi là bờ cát trắng, để anh được làm con sóng xô bờ, sóng sẽ hô ào ạt. Vâng, hôn mấy cát vàng em. Vâng, theo yêu cầu của cô dâu và chú rể thì các cháu bé chỉ được nhìn nhưng không được thực hiện. Vì chờ trong những năm các cháu lớn, các cháu sẽ hiểu những nụ hôn này. Vâng, để không phải chờ đợi lâu hơn nữa thì xin mời cô dâu và chú rể hãy hướng vào nhau và trao cho nhau một nụ hôn hết sức tuyệt vời đi ạ. Và chúng ta thì hãy lộ một tràng pháo tay để chúc phúc cho đôi bạn trẻ đi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn.